sao chổi Leonard sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm suốt tháng 12 và sẽ tiếp tục phát sáng hơn khi tháng trôi qua. Leonard, sao chổi sáng nhất trong năm, bay gần trái đất nhất vào ngày 12 tháng 12. Chỉ mới được phát hiện gần đây vào tháng 1 năm 2021, sao chổi còn được gọi là C-2021A1 sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm đến hết tháng 12 và sẽ tiếp tục phát sáng hơn khi tháng trôi qua. Được phát hiện bởi nhà thiên văn học Gregory G. Leonard vào đầu năm nay, sao chổi sẽ đến gần trái đất sau 35.000 năm ở ngoài không gian, nơi quỹ đạo hình elip dẹt của nó đưa Leonard đi khoảng 523 tỷ km. Trong khi lớp thiên văn học nổi tiếng là không thể đoán trước về khả năng hiển thị của nó. Ánh sáng thực sự rực rỡ của Leonard đôi khi cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường theo ước tính của giới thiên văn học. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng kính viễn vọng hoặc ống nhòm để thưởng thức cảnh tượng thiên thể. Thời gian để xem sao chổi Leonard. Thời gian tốt nhất để xem sao chổi vào ngày 12 tháng 12 sẽ là một vài giờ trước bình minh. Nhìn vào đâu trên bầu trời? Leonard có thể được phát hiện ở phần đông đông bắc của bầu trời trong những tuần đầu tiên của tháng 12. Sao chổi sẽ đi qua giữa ngôi sao sáng nhất của chòm sao Bút Arcturus và tay cầm của tiểu hành tinh bắt đầu trong lần tiếp cận gần nhất với hành tinh của chúng ta. Từ ngày 14 tháng 12 trở đi, sao chổi sẽ được nhìn thấy trên bầu trời buổi tối sau khi mặt trời lặn, trong khi sao chổi Leonard sẽ ở gần trái đất nhất vào ngày 12 tháng 12, các nhà thiên văn học cho rằng nó sẽ có thể nhìn thấy rõ nhất vào ngày 17 tháng 12. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!